Xin chào mọi người nha. Bữa nay mình bật mí với mọi người cuộc sống của mình đi làm hàng ngày sẽ ăn những món ngon nào nha mọi người. Và đây là cái kết. Đậu đũa xào trứng mọi người. Đây, món thứ hai đây. Cá điêu hồng xào me. Quá xúc xắc. Giờ nấu xong hết nè mọi người, mời mọi người ăn cơm với mình nha. Một chén cơm đầy mọi người. Đầy tràn luôn mọi người. Cá điêu hồng nè mọi người. Cái lòng bơ me ngon rồi. Đậu đũa xào trứng. Một bát cơm sắp xong rồi đó mọi người. Nó leo là nguyên cái thì mới ngon rồi. Mm.
Mình thì thích ăn rau mọi người. Ăn rau á ngon. No thật sự luôn mọi người, ăn có nhiều no. Xong rồi đó mọi người, một ngày làm việc đi về nhà ăn nhiều lắm mọi người. Một ngày làm việc mà mình đi làm về mà ăn nhiều lắm mọi người. Mọi người thấy cuộc sống hàng ngày của mình sao? Cuộc sống hàng ngày của mình đơn giản như vậy đó mọi người.